Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Bữa nay mình đến chùa Hưng Thiện ở Bạc Liêu các bạn ơi, để thắp nhang cho mẹ Đông Hải. Chùa ở đây thì rất là đẹp các bạn và yên tĩnh. Chùa Mẹ Đông Hải thì có chiều cao là 43 mét các bạn, và xung quanh đó là những bức tượng Phật rất là đẹp. Hôm nay gia đình mình đi thắp nhang cho Mẹ Đông Hải và đến chuồng dê của chú An để thăm lại chuồng dê của chú An các bạn ơi. Ở đây thì khung cảnh rất là yên tĩnh, rất là đẹp. Thì các cô chú, các anh chị em nào có dịp về Bạc Liêu đó các bạn, thì đến chùa Hưng Thiện. Ở đây thì có Phật Mẹ Quan Âm rất là cao các bạn ơi, chiều cao lên đến 43 mét. Xung quanh thì các tượng Phật rất là đẹp. Cái kho hả chú An? Hoành tráng dữ vậy. Quá trời máy. Máy nhà máy có 1 triệu hả? Rồi mình giới thiệu cho chú An mua cái máy này 1 triệu rồi các bạn ơi. Này, hai kỳ này sửa dùng quá. Dạ. Về đây. Bữa nay đến nhà chú An để tham quan chuồng dê của chú An các bạn ơi. Ở đây kêu bằng ấp xã gì hả chú An? Ấp nhà thờ xã Hưng Thành. Dạ. Đó hổm mình cũng hỗ trợ cho chú An mua được mấy con dê các bạn ơi để chú An nuôi. Dạ. Đây bữa nay dẫn bà xã mình đi chơi các bạn ơi. Trời, chú An đóng cái chuồng kìa. Sao không hiểu mà con nhỏ mà nó có nhỏ quá luôn. Quy mô quá. Luôn này còn 50 con đó. Rồi nó nổ nha. Xã đó, xã Bạch Đằng đó. Làm cái chuồng ấy quá đã luôn. Cái chuồng hoành tráng luôn. Rồi con được về đây tắm ra vậy đó hả? Dạ. Nó chậm chữa lén mình không hay hả chú? Mình đi lên trên kìa. Chuồng quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Cây đà này 42 hả chú An? Dạ.
này 3 năm. Đây chuồng của chú An nè các bạn ơi. Chuồng thì rộng mà dê thì thưa quá. Hâm hư con nào chú? Đây con này nè. Gì đó. Rồi cái nó dính máu dính đờ đó ba cái con bùi nó bu á. Chú xịt thuốc nó không gà nữa. Hả? Con bò này có bầu nè. Có bầu không? Dạ coi thử nào có bầu. Dạ. Con bò này 100% nè. Dạ. Xuống vú luôn à, xuống vú tròn quay rồi kìa. Chú nó căng lại. Dạ. Con này nó nè sĩ ơi. Hử? Con nói nè. Con này hư nè. Con này hư. Con này hư nè. Được rồi hư đó chú bạn, không hay đó. Dạ. Nữa mình chích ký sinh trùng cho nó với bồi dưỡng cho nó lại để sao đi vô đóng lại. Cái này nó nhỏ. Dạ. 18 rồi. Dạ ngoài chưa? Trời này cỡ 25 kg có rồi. Con này trên 25 kg rồi. Ba con kia, con nào có bầu chưa? Còn bo lửa đó là có bầu xuống vú rồi đó. Ừ. Với con này sao? Dạ. Với con trắng, trắng chưa hả? Vậy đây nó gượt mấy thằng này dữ không chú An? Về nó về nhốt nó riêng cái đó đó. Dạ. Sáng nữa cùng mấy tử nè. Rồi nhốt chung luôn. Con này nó hư nè, bắt đầu nó nhấp viên nè. Ừ, không lâu cái con bao lửa là đẻ có dây con rồi đó. Con bò thì trăm rồi. Con này là kìa. Con này nó cũng hiện đó. Dạ. Nó gặp nữa có con này nè. Con sáng luôn, con chơi con sáng luôn. Ủi nó mà vừa vậy. À, chú An ở đây thì làm máng cao su các bạn ơi. Này làm bài bản quá mà chưa có dê đẻ nhiều. Dê lại làm với ở cái đó. Là tốn hết. Gần 50.000. Dạ. Công á, công cái giá rồi đóng nhà đó. Cái lỗ này nó trắng lại. Này nó bị gãy ngay cái đầu. Ngay cái mắt của cái cây. Chú An ngọn này còn 50. 50 con đúng không? Cái bề này ngang 2 mét mấy chú An? 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi cây đàn này tính ra cái cây này nhỏ. Chú An đóng là phải, hồi đó đóng là phải giao như cái cây này với cây này là cái cây này nó nằm động lên cái này nè. Cái đà này có 46 à? Dạ, thì nó hơi nhỏ quá. Của con làm 7 vuông. Ồ, 7 vuông dữ quá. Là chắc chắc ăn luôn không có. Cũng như chèn như con gì đó chú Nam. Là cái cây này nó nằm qua cây này với cây này. Cái làm này thì nó rời ra nè. Chuồng này khúc này mua dây dỗ về dỗ nó chưa chập cỏ đây dây dỗ coi như mình cắt ra 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 cho anh con ừ nó bị nó đẻ ra bự gì nè chứ không có đâu nằm ngay chó đó. Ừ. Hoặc là tôi cũng nhắn nhát tôi ghê quá cái vợ tôi ra dạ nói gì chú Nam con trắng là nó lớn rồi bỏ nhỏ nhỏ xíu trắng thấy lớn mà thấy ốm nha. Bữa nay con này hơi lớn rồi chú Nam. Con này con lớn con. Dạ. Cái bữa hổm là con đó là bự nhất á. Chỗ hổm con đỏ bự nhất ha. Đó bự nhất á. Mà bữa nay con này có lý nè. Con trắng ấm quá. Này là thông thoáng luôn. Ừ sao lúc đầu nó uống nước lúc này nó không uống nước nó thôi. Trời mưa. Cái mùa mưa nè. Sáng mày quên đấy kìa. Còn qua gọt đây mày mới làm súc vậy đó. Cái này là bóng rồi. Nước rửa. Đợt đó không ra thấy lên ký không biết. Chắc cũng vậy à. Cũng thế chắc cũng bơm nè. Có gầu rồi.
Con bò, con nở lớn rồi. Vậy được hai con rồi á. Rồi thì cũng có thấy có bầu rồi, thấy cũng được rồi. Cái đó vậy là nó về đây chú An bắt từ hồi bữa hôm tới nay bao nhiêu tháng rồi chú An? Cái này bắt hai mấy tháng sáu rồi. Dạ. Nó đụng không chú An, đụng chú tôi có ở chung lại đi, bảy con nằm đây thôi. Bị con này hư nè, mới nhóc mấy ngày nay rồi. Mà làm chung không á. Ừ, cách nó riêng cái mình. Rồi cái ba con lùi nó bu cái đuôi đó. Không biết ai xịt thuốc nha, hai lần rồi, bớt rồi, tắt rồi. Dạ. Mình thấy nó có ậu, có gì đâu. Bên này về đây cũng lớn á chú à, nào. Nó con nào là đẻ. Giờ nó đâu có nhỏ hơn cái bầy xe xích gì, cái bầy này nhiêu đâu. Con lửa 25 á. Cái bầy này 18. Ba con 5 mấy ký á. Dạ. Có con 16 ký nữa vậy á. Con dạ. Chú cho nó ở chung lại, con nào cũng nói chú vô chống được rồi, cái này được rồi. Gì con? Cái này không lên thôi. Cái trắng hả? Chân nó cũng nhỏ nữa ha. Ừ, chân nó ốm nhỏ này. À, bữa mua là cái con nó bự nhất. Con lửa. Dạ, con lửa bự nhất. Con lửa thì có bầu. Chắc là sao? Trời, con này dữ lắm rồi. Có 3 tháng rưỡi cho lên đó. Hello. Bữa nay mình với anh Khoa với chú Nam đến trường dê của chú An các bạn ơi, để tham quan trường dê của chú An các bạn. Hello bà chủ. Lâu quá mới gặp. Đây là hả chị? Tao ghé nhà của người quen chơi chút. Thấy lâu quá. Lúc nào có bầu gì chú? Cậu biết đầu nãy giờ chưa thấy chú nào bắn được hả? Chú bắn được không? Được, ba con này bắn đó luôn á. Mà sao kỳ lộ tới con đó nó hư. Con này nè. Con biết hư hả? Ừ. Mà con nhỏ sao nó băng này sao? Nói chắc hai con có lòng hay gì đó. Cái con bò lửa xuống vú rồi đó anh Phạm. Nó mới bày ra rồi mới dắt đi nữa. Cho nó đầu tiên vậy. Là mình đi rồi mình thấy đúng không? Đúng rồi. Mình cao. Con có bò lửa. Mới rồi đi bắt cái bắt về đó. Về làm kia xong. Tổng dài lễ về ăn nhậu cắt mua hết rồi. Đây dọc dọc đường chứ cũng có cỏ mà. Đây có ai nuôi không chú? Không. Thích đúng không? Qua bên Châu Hưng đứng đi con. Đi bên Sạch Trăng á. Đây cặp sắp chân rồi nè. Chứ con có đi trong này rồi nè. Lại nhà mất. Quân á. Cặp vô á. Quân á. Bữa nay có hai người mẫu lên tham quan chuồng dê. Ba người mẫu luôn. Rồi bữa nay đến tham quan chuồng dê của chú An thì cũng dê cũng phát triển rất tốt các bạn ơi. Thì nay mình với chú Nam với anh Pha cùng bà xã đi đến nhà chú An chơi. Rồi video mình cũng kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình đi chia sẻ những con dê giống cho các cô chú các anh chị em á. Được những con giống tốt các bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại các bạn. Nhớ canh bún.
chứ để em một lát em ăn cũng hết rồi. Nói về chất sắt. Có cái rau nào, có cái nào cũng lại. Sắt. Sơ. Có cái nào rau nào cũng lại.